Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 5, là ngày lễ của các mẹ, những người phụ nữ. Thì là giống như Việt Nam là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì Mỹ có tên là ngày Mother Day, ngày của các bà mẹ nhé. Thì ngày này thì cũng giống như Việt Nam thôi, các con sẽ dâng hoa cho mẹ hoặc là mua những món quà ý nghĩa tặng mẹ để ghi nhớ công ơn của mẹ đã lo cho chúng ta rất là nhiều, hy sinh cho chúng ta rất là nhiều. Nên là ngày này thì các chị em phụ nữ sẽ được mời đi ăn nhà hàng, hoặc là các con sẽ quay về nấu ăn cùng cha mẹ, quay quần với nhau trong gia đình, thì cũng là ngày tập hợp lại với nhau để cho mẹ nhìn thấy các con của mẹ đã nên người, đã có những gia đình đầm ấm. Những người mẹ chỉ cần mong có thế thôi, mong các con nên người, sống một cuộc sống đầm ấm là đủ rồi. Mình biết mẹ sẽ không đòi hỏi gì các con nhiều, nên các bạn hãy nhớ trân trọng mẹ mình, yêu thương mẹ mình. Và con xin gửi tất cả các mẹ trên toàn thế giới và những ai còn mẹ, xin hãy lắng nghe và hãy hiểu lòng của các mẹ nhé. Con đường tháng 7 lê thê mưa mùa, trên cành chiếc lá đông đưa, bâng khuâng nhớ mẹ năm xưa vẫn buồn. Cánh tay gầy guộc thon suông, dắt con qua những chặng đường khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cho dù giông bão tơi bời, vượt bao gian khó không rời đàn con, mẹ hiền vẫn một lòng son, nuôi con khôn lớn không sờn không nao. Tình mẹ tha thiết dường nào, không gì so sánh, không sao đo lường. Trong mẹ chỉ một chữ thương, bao nhiêu sách vở văn chương cũng thừa. Mẹ nghèo tần tảo sớm trưa, không lời than vãn nắng mưa nhọc nhằn. Có đêm xào gạo dưới trăng, đàn con quấn quýt quay vanh nô đùa. Tuổi thơ nào biết trời mưa, trên cao mưa xuống, nước nào mưa lên. Ngày nay con đã lớn khôn, nuôi con mới thấu công ơn mẹ mình. Giờ đây mới biết hy sinh, mới hay mới rõ thân tình mẹ yêu. Ai ơi lá đổ muôn chiều, nhớ về người mẹ, mẹ là của ta. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và sau đây mình sẽ làm hoa để bằng bong bóng để gửi cho mẹ thân yêu, và các bạn có thể xem và có thể làm tặng cho mẹ nếu các bạn thích nhé. Để làm hoa thì chúng ta lựa những hoa hồng đỏ hay màu hồng, màu gì mình thích thôi. Thì đây là mình làm hoa hồng đỏ nha. Thì mình sẽ bơm bong bóng lên, chúng ta bơm khoảng chừa khoảng 2 bàn tay, tại vì chừa ham để mình bóp bong bóng cho nó mềm á. Cái này để cho bong bóng nó mềm, nó chảy xuống dưới ha. Đây các bạn coi bong bóng nè, mình sẽ chừa đến gần như là 8 ngón tay đó, mình chọc vậy nè, để như vậy, tại vì mình một lát mình cần đẩy hơi xuống đó, nên chừa nhiều chút nha. Rồi, và cái quy luật của bong bóng lúc nào trước khi làm chúng ta cũng massage cho nó nhẹ một chút, đừng để nó căng quá nó dễ nổ ha, bóp nhẹ thôi không cần. Và mình làm hoa này thì mình sẽ dùng đến 7 ngón tay nha. Có độ dài dài chút thì nhìn cái bông nó ấy ha. Đây, chúng ta sẽ có 7 ngón tay và chúng ta lấy điểm nó, chúng ta sẽ dặn một cái ha. Đây cả nhà thấy không? Và cái sao cũng bằng như vậy, chúng ta sẽ nhìn bằng và chúng ta vẽ. Đây, chúng ta sẽ dặn bong bóng lại. Và chúng ta sẽ lấy cái đuôi bong bóng, cái đầu của bong bóng đó, chúng ta luồn qua đây cho nó chặt lại, cho nó dính chặt lại. Chúng ta sẽ buộc luồn qua nhé. Đây. Để cho nó giữ cái mối nó khỏi bung. Đây, và có 2 cái bằng nhau. Và chúng ta sẽ làm 3 cái bi nhỏ.
để trên đầu. Khi lưu ý những lúc làm bi chúng ta nên bóp chỗ đó nó mềm nhiều, tại vì và chúng ta sẽ siết hai đầu lại làm như là cái chốt để cho nó giữ chặt lại. Đây đó, siết lại ha. Bởi vậy nên mình nói các bạn là nên bóp chỗ đó mềm một chút, nó mềm thì chúng ta siết nó sẽ không bị căng lắm. Đây, bóp nhiều một chút nha, bóp mạnh lên cho nó dồn hơi xuống dưới bóp. Đó là cái mẹo của lòng bong bóng. Nếu mà bạn bóp ít như là massage như hồi nãy thì bong bóng nó sẽ cứng, chúng ta siết thì dễ bể. Đấy, và chúng ta sẽ nhập hai cái điểm kéo cái bong bóng ra. Chúng ta mạnh tay một chút kéo bong bóng ra và siết lại thôi. Dạ, thì làm cái này thì chúng ta phải dạng một chút, đừng có sợ nó bể, nếu sợ bể thì không có làm được đâu. Đây, chúng ta bóp mạnh chút thấy không, cho không khí nó xuống dưới bóp. Và đây chúng ta sẽ kéo ra, rồi chúng ta sẽ siết nó lại để làm cái nhụy của cái hoa hồng ha. Đây là ba cái. Đây. Và chúng ta siết chặt lại như vậy. Thì chúng ta sẽ đặt cho nó sắp xếp so le một chút, vì làm giống như là ba cái nhụy hoa so le với nhau ha. Và sau đây thì chúng ta cũng vậy thôi, cũng sẽ massage bong bóng nhẹ một chút, chứ đừng để nó căng quá. Đó, chúng ta đo cho bằng ha. Và đây là phải massage. Xong chúng ta sẽ đo bằng cái đuôi và chúng ta siết lại, rồi dặn lại cho bằng. Và chúng ta sẽ dịnh cái đít, đây cái chỗ siết mình giữ chặt lại ngay cái đuôi, giữ chặt lại ngay đây. Rồi chúng ta sẽ luồn cái đó, đẩy nó qua bên kia để cho nó chặt, là như là siết giống như giữ cái mối chặt lại, nó sẽ không bao giờ bung hết đó. Các bạn đẩy nó qua ha, nó chen vô giữa hai cái bong bóng kia. Và chúng ta móc nó ra, thế là chúng ta sẽ có và rất là chắc, không bao giờ bung đâu, vì mình đã có những cái mối siết lại hết rồi. Đây, và chúng ta sẽ điều chỉnh ba cái so le. Rồi thì chúng ta đã có ba cái này, và còn cái khúc đuôi này á, thấy chúng ta thấy không, mình nói là chừa cho sau, là bây giờ cái này chúng ta phải bóp cho nó nhiều để cho nó rất là mềm và nó ốm đi, để cho cái giống như là cái cánh hoa nó mềm mại hơn. Chúng ta cần phải bóp nhiều cho nó mềm, thật mềm, cho nó bóp nhiều mềm được mềm. Và chúng ta sẽ dùng một cái khứa nó nghịch với cái bên kia nha, đừng có nhét cùng chiều. Đây cái khứa này ha, chúng ta sẽ nhét vào trong một cái khứa, cái đít một chút xíu. Đây, nhét vào chút xíu ha, để cho cái hơi chạy lên đi, chúng ta nhét vào và chúng ta đẩy cái hơi lên trên. Và chúng ta đẩy nó vào và chúng ta sẽ đánh một cái dòng qua ba cái nụ ở trên ha. Chúng ta sẽ đẩy nó rất là mềm, đánh vòng qua ba cái nụ ở trên. Đấy. Rồi. Chúng ta cần độ mềm giống như là bong bóng, giống như gần như xì vậy, thì cho nó mềm để thấy cái cánh nó rất là đẹp. Thấy cái cánh nó rất là đẹp. Và chúng ta luồn đây, và chúng ta sẽ kéo cái đuôi, cái đầu bong bóng kéo xuống ha. Đây đó, thì chúng ta sẽ ra, và khi kéo xuống này đó, nếu các bạn mình kéo vừa đủ luôn, còn các bạn còn dư các bạn thì các bạn cứ cột lại. Đây, và chúng ta sẽ luồn qua hướng khác, kéo nó đó, làm móc tiếp cho nó siết cái chỗ đó lại và nó giữ chặt, nó sẽ không có xúc. Đây, và chúng ta sẽ thành và khi làm như vậy thì xong, thì chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh lại thôi. Thì đây chúng ta sẽ tạo ra một cái hình dáng như vậy, giống như là búp hoa hồng mới nở thôi, cái nụ mới nở ra, không có nở tòe ra. Và mình cũng biết cách làm cái hoa hồng tòe ra được, nhưng mà đối với mình thấy cái này nó đẹp, nó đơn giản hơn.
các bạn đã là mình đã có được cái, và chúng ta sẽ dùng một cái bong bóng màu xanh lá cây để làm cái cành hoa để gắn cái nụ hoa hồng lên nhé. Và chúng ta bơm cho hết, gần hết bong bóng, chỉ chừa một khoảng cỡ 3 ngón tay thôi, không chừa nhiều thì mình sẽ khỏi cắt. Còn nếu các bạn muốn cây ngắn thì chúng ta chừa dài một chút, để một chút chúng ta thích bao nhiêu thì chúng ta cắt bớt. Đây. Và công đoạn nào cũng vậy, chúng ta phải massage bong bóng khúc đầu để đừng có để cho nó bị căng quá. Mình bí quyết làm cho nó không bể bong bóng là vậy đó. Đây, chúng ta sẽ nụ cái nhụy thì ba cánh ở dưới, các bạn muốn bự nhỏ là quyền mình, nhưng mà làm cân đối thì cỡ 3 ngón tay ha. Đây. Lúc nào cái đầu bong bóng chúng ta cũng phải siết và giữ lại và luồn nó ngược qua hướng kia để cho nó đừng có bung ra. Cái này thì cái giống như cái lá non, cái đài của hoa hồng thì chúng ta làm vừa vừa thôi, không nên làm bự quá, nó sẽ không hợp với hoa. Và chúng ta cứ thế mà làm thành 3 cái ha. Và chúng ta sẽ bẻ 3 cái nằm thẳng với nhau như vậy để chúng ta đỡ cái bông hồng lên. Rồi chúng ta sẽ bóp thì nó ra dài đủ cây luôn, mình khỏi cần cắt nữa. Nếu mà làm một cái thì chúng ta có thể bẻ ở dưới hai nhánh giống như vậy nữa thì làm hai cái lá ở dưới, nhưng mà một lát mình làm một bó hoa nên mình không cần như vậy. Ở đây hoa chúng ta sẽ để lên và chúng ta lấy cái đuôi mà cộng dây nãy mình còn thì mình ráp, mình quấn vô trong cái này cho nó chặt, thế là nó dính thôi, đơn giản lắm, không có gì hết đó. Quấn và chặt là bong bóng nó có độ bám, những cái dây nó bám chặt lắm các bạn. Đây, rồi mình sẽ chỉnh sửa lại cái bông cho đẹp. Đây, hoa hồng của chúng ta, hoa hồng dâng lên mẹ của chúng ta đây. Các bạn thấy không, có đẹp không? Và sau đây thì mình có làm sẵn một ít đó, thì là mình làm thành một bó luôn. Đây, và mình có làm khoảng 5 cái ha. Thì mình sẽ làm đến cái dây rô băng giống như dây nơ để quấn cái bông hồng lại. Để làm dây rô băng cho bó hoa lại thì mình dùng bóng bóng dạng nhỏ thôi. Các bạn không có, các bạn có thể dùng bóng bóng dạng lớn vẫn ok, không sao hết. Tại mình có nhiều loại nên mình xài bông bóng nhỏ. Thì mình sẽ dùng hai cái bông bóng màu trắng nhỏ dài như vậy. Một cái thì chúng ta chừa hai cỡ 5 ngón tay, chừa khoảng 5 ngón tay nha. Và cái một cái nữa thì chúng ta sẽ chừa cỡ 3 ngón tay. Đây là hai cái ha. Một cái chừa 3 ngón tay, một cái chừa 5 ngón tay. Đây, hai cộng. Và sau đây thì chúng ta sẽ đem hoa lên để bó lại. Thì hoa thiệt, hoa giả gì thì cũng chúng ta cũng phải đem đi bó lại nó mới đẹp, sắp xếp lên rồi dùng dây rô băng quấn lại. Chúng ta sẽ giữ một đầu bong bóng cho nó nằm yên chính, để mình kéo lên chính giữa, và một dây bên kia thì chúng ta quấn ha. Đây, đó, nó được nằm giữa của cái bó bông. Và dây bên kia thì chúng ta bắt đầu lấy quấn lại. Và mình muốn quấn dây nhỏ thì vậy thôi, còn các bạn muốn thì có thể quấn thêm nữa, mấy vòng cũng được, thì mình tùy mình làm thêm bong bóng thôi. Còn mình thì làm như vậy, và mình sẽ xiết ngay hai cái mối này lại với nhau thành một cục. Đó. Mình xiết nó lại, mình xiết cái bông, mình xoay bong bóng mình xiết lại. Chỗ này thì các bạn đừng lo, tại vì một chút mình cũng che lại rồi. Mình chỉ cần nó đẹp vậy thôi.
Và sau đó thì mình sẽ lấy kéo, mình cắt nhẹ cái khúc đuôi để cho nó xì bớt bong bóng ra. Và mình sẽ cột lại cái mối này. Cột lại để bong bóng đừng xì ra ha. Xong rồi cái cọng dây này á, thì là chỗ để cho mình một lát quấn cái kia vào. Và chúng ta sẽ cột chặt bên cái mắt xích này, cái chỗ khóa này là chúng ta cột chặt vào. Kế tiếp thì xong để qua một góc, chúng ta sẽ làm phần nơ cho bong bóng nhé. Thì cái chỗ chừa dài này là cái chỗ để mình làm nơ ha, để cho không khí nó dùng. Thì chúng ta xoa nhẹ bong bóng và chúng ta sẽ bẻ thành những cái nơ đây, một cái. Và chính giữa chúng ta sẽ dùng một khúc. Chúng ta nhớ lúc nào cũng bóp bong bóng nhỏ mà siết lại thì phải bóp cho nhiều ra để nén hơi bớt, nó đừng có bể nó căng. Đây chúng ta nhặt lại và kéo ra, chúng ta siết lại. Đây là cái khóa bí quyết là để cho cái nơ nó chắc. Nếu các bạn để như vậy mà bẻ cái nơ nữa thì cái nơ sẽ không bao giờ chắc. Đó. Nó sẽ giữ khóa lại cho cái vòng tròn bên kia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái vòng tròn kế tiếp để tạo thành cái nơ. Thì cái nơ chúng ta sẽ làm cho bong bóng một bên dài bên ngắn. Thì cái nơ thì dây nơ thì sẽ không có đều nhau, bên dài bên ngắn nó mới đẹp. Chúng ta siết lại thế là nó rất là chặt nha. Và đây đã hoàn thành cái nơ. Và chúng ta sẽ bóp bên này ra cho nó dài bong bóng ra một chút. Nhìn cái nơ nó mềm mại và nó dễ thương hơn. Và chỗ này thì chúng ta sẽ cột và cắt nó đi cho nó đẹp. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ ráp hai cái lại. Chúng ta sẽ để như vậy. Thì chúng ta sẽ nhét cái nhỏ xíu mà cái chốt ấy, nhét vào phía trong của bong bóng, cất vào trong đó không sao hết. Và còn cọng dây thun hồi nãy thì chúng ta bắt đầu để lên và chúng ta quấn vòng vòng siết chặt vào, và thế là nó sẽ dính vào thôi. Và sau đây đã xong thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cho nó đẹp hơn. Đây chúng ta đã có một bình hoa và một cái nơ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Mình mong các bạn luôn khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nha. Mọi người luôn có sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta có tất cả nha. Và xin chào, hẹn gặp lại sau. Đây những bông hồng chúng ta có thể đem dâng tặng mẹ, dâng tặng vợ. Chúng ta cũng có thể làm tặng cho người yêu dấu của chúng ta nhé. Hoa hồng thì chúng ta tượng trưng cho tình yêu, rất là dễ trong tất cả các mùa.